ty iTalk và hôm nay em sẽ đưa ra một cái phương án mà iTalk đưa ra để có thể kiểm tra được cái độ chênh lệch giữa áp lực ở phía trên mặt đất và áp lực ở độ sâu 100m như anh vấn đề anh đưa ra. Đó là chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái đồng hồ đo áp lực có thiết kế tương tự như đồng hồ đo áp lực của iTalk và gắn vào đầu ống dây ở phía dưới độ sâu 100m. Sau đó chúng ta sẽ thực nghiệm ở các độ sâu khác nhau cũng như thực nghiệm ở các áp lực khác nhau để có thể đưa ra được cái mức độ chênh lệch khi chúng ta sử dụng thiết bị ở trên bờ và thiết bị ở dưới mặt nước. Hiện tại thì anh có thể thấy là áp lực khi chúng ta đo ở trên mặt nước mặt đất thì nó sẽ là bằng nhau. Đó là phương pháp mà iTalk muốn gửi đến anh cũng như công ty để mình xem xét có thể kiểm chứng được cái độ sai số khi chúng ta sử dụng ở độ sâu 100m.